Đây là chương trình thông tin thời sự và sinh hoạt cộng đồng cuối tuần với Chris Phan và Marcel Đỗ trở lại với chương trình ở trên VBS TV. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào Marcel. Hello Chris. Michelle, xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Vâng, trước hết là chúc cho quý vị khắp nơi trên địa cầu này qua Internet cũng như là đồng hương chúng ta ở tại Lý Loa Sài Gòn có cái đài TV Local này. Một đài rất là lâu đời, một trong những đài TV là lâu nhất ở tại Lý Loa Sài Gòn, miền Nam California. Và phổ thông, rất là phổ thông, bây giờ ở trên có luôn cả trên Internet và cộng luôn cả trên cái Galaxy. Và từ Canada, từ ở bên Mexico và hình như trên thế giới có ai có Galaxy thì coi được cái đài này rất là phổ thông, với bây giờ coi cả hàng triệu người. Vâng, và chúc cho quý vị khắp nơi trên địa cầu này một ngày rất là vui. Và hôm nay là ngày thứ 6 ở tại Lý Loa Sài Gòn, miền Nam California. Và nắng rất là đẹp, gió mát, trăng thanh, rồi gió biển vào. Bữa nay chúng ta chỉ có 79 đến 82 độ thôi và độ ẩm chỉ có 20%. Tuyệt vời vô cùng. Và hôm nay thì hai người mặc đồ giống như là USA, cái lá cờ USA phía sau background chúng ta là màu xanh. Chris đội cái mũ Make American Great Again và áo màu đỏ, trong khi đây là Michelle màu trắng. Oh, beautiful. Rồi chúng ta đang là USA. Vâng, và hôm nay sau 2 tuần vắng bóng Marcel Đỗ, quý vị thấy hôm nay cô đẹp hơn và cô cười hỏi không biết được cái gì đây, trúng cái gì đây, hoặc là may mắn gì đây, chia sẻ với đồng hương chúng ta chứ. Hai tuần qua thì Marcel đi đi vacation, hôm nay thì trở lại thì cũng như là một người mà được recharge. Wow. Thành ra đó là recharge là năng lượng, nạp năng lượng lại không? Nạp năng lượng lại. Gặp lại để có dịp lên đây nói chuyện với vị khán giả và Chris rất là vui. Thì không biết là California nói riêng và California, Orange County nói riêng và nước Mỹ nói chung có gì lạ không? Wow, Chris? Trước hết chúng ta nói đến Lý Loa Sài Gòn. Thật sự ra mỗi lần Chris lên đài này hoặc là bất cứ một cái truyền thông quần chúng nào ở tại Lý Loa Sài Gòn, miền Nam Cali đó, Chris luôn luôn chia sẻ cái sinh hoạt cộng đồng của chúng ta ở tại Lý Loa Sài Gòn. Và Lý Loa Sài Gòn mà là một nơi chúng ta có thể gọi là đất lành chim đậu. Thí dụ như quý vị ở tại vào nước Mỹ ở, rất nhiều người đây thống kê 100 người thì hết 95 người nói rồi. Nếu mà được cơ hội thì họ chọn nước Mỹ họ ở. Đó là một cái diễm phúc. Nhưng mà hạnh phúc hơn nữa là ở tại Lý Loa Sài Gòn. Tại vì Lý Loa Sài Gòn nó có đầy đủ những gì mà người Việt Nam của chúng ta đang thiếu. Đầy đủ những gì mà Việt Nam của chúng ta đang thiếu. Ở trong nước cũng còn thiếu. Ở trong nước còn thiếu cái gì? Thiếu cái sự an toàn, thiếu cái sự an ninh, và thiếu nhất, điều căn bản nhất đó là tự do và dân chủ. Thấy không? Vâng, và trong cái đời sống của Lý Loa Sài Gòn lại cần có một thứ để mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, đó là ẩm thực, đúng không? Không, anh làm gì anh cũng phải ăn uống. Không có ăn uống thì chúng ta không tồn tại được ở trên trái đất này. Vâng, và nếu mà riêng người Việt Nam chúng ta ăn uống ở tại Lý Loa Sài Gòn là number one. Bất cứ điều gì bây giờ nó có những cái điều mà ở khắp nơi trên địa cầu này không có, kể cả ở Việt Nam, đó là sự an toàn trong nửa đêm vẫn đi ăn được. Còn ở Việt Nam á, quý vị không dám đi một mình, đi tà một mình cầm cái bóp ra ngoài đi ăn, phải không nè? Sợ giật, sợ cướp, chưa kể đó đồ ăn là đồ ăn bẩn, đồ ăn độc mà chính nhà hàng nấu của họ cũng không biết là độc luôn, tại cái nguồn gốc bán ở đâu họ cũng biết luôn. Quý vị có biết là 75 em học sinh của Nhật Bản qua bên Việt Nam để mà đi gọi là orientation, tham quan ha. Khi mà đi về mấy em được ở trong khách sạn 5 sao nhá. Khi mà đi về vừa ra tới phi trường 75 em nằm liệt hết, là ở trong nhà hàng đồ ăn sáng đó nó có độc, bị độc tố, và 75 em Nhật Bản ở nhà hàng 5 sao. Đó, quý vị thấy không, nhà hàng 5 sao là sao, họ rất là kỹ cương về bên đồ ăn, nhưng mà thật sự ở trong cái nhà bếp họ đổi đồ ăn. Họ đổi, thí dụ như tôm hùm, họ đổi tôm gì đó,
thì trong tâm đó nó có độc đó. Cho nên ở ở tại Lý Đô Sài Gòn, quý vị tuyệt đối luôn, chứ không phải tương đối nữa nha, mình nói tuyệt đối là đồ ăn thực phẩm an toàn 100%. Cái nhà hàng nào chỉ có cần dơ giấy một tí xíu là bị sở vệ sinh xuống đóng cửa rồi, chứ đừng có nói tới thực phẩm mà bị độc đó là càng đóng cửa luôn, lấy luôn cái license của nhà hàng, lấy luôn mình license là cái giấy phép để mà mở nhà hàng. Cho nên ở tại Lý Đô Sài Gòn nó như vậy, và thời tiết rất là đẹp. Thời tiết người ta nói thời tiết của Lý Đô Sài Gòn nó như ở trên Đà Lạt, nó không hơn Đà Lạt. Tại Đà Lạt không có được cái mùi biển, nhưng mà chúng ta lại có được mùi núi. Phải không nè? Ở tại đây cách đây chỉ có khoảng đâu nửa tiếng đồng hồ là mình có núi, phải không nè? Và ở Đà Lạt làm sao có được cái mùi gió biển? Và ở Đà Lạt nó mát mát nhưng mà vẫn bị humid. Humid là độ ẩm, phải không nè? Vâng, cho nên Lý Đô Sài Gòn vẫn là number one. Và ăn uống bây giờ lại rẻ hơn ở Việt Nam nữa, nghe nói vậy ạ. Tất nhiên là cái gì ở đây nó cũng tốt hơn, là tại sao tất cả đều có chất lượng. Ngày xưa mình đi qua bên Mỹ thì mình thèm ăn một tô phở ở Việt Nam, hương vị của quê hương. Mình thèm ăn một tô bún bò Huế với hương vị của quê hương. Nhưng mà đi rồi mới biết không có nơi nào đồ ăn ngon và chất lượng bằng Little Sài Gòn. Cái đó là mình sẽ đồng ý với Chris hoàn toàn 100%. Nhưng cái điều mình sẽ muốn nói ở đây là tất cả những cái gì nó nằm trong cái điều kiện sống. Mà cái điều kiện sống của con người ta thì người ta thường hay nói là người ta có tiền, người ta có thể mua được tất cả. Mua cái điều kiện sống, mua cái sự luxury, mua cái gì mà the best of the best thì có tiền nó mua được. Nhưng mình sẽ đồng ý với Chris hoàn toàn về những cái vấn đề mà chúng ta đang phân tích ở đây là cuộc sống ở nước Mỹ chúng ta có cái gì, nhưng mà ở nước khác cũng có thể có được nếu người ta có tiền. Nhưng mà có một điều mà tiền không thể mua được, giàu cho bạn là tỷ phú ở cái nước bạn đang ở đi nữa đi đó, đó là nhân quyền. Nhân quyền chỉ có nước Mỹ của chúng ta, chỉ có hiến pháp của nước Mỹ chúng ta. Ở một cái nơi mà nhân quyền được tôn trọng là điều tối quan trọng nhất. Chết có đồng ý với mình sao không? Và cái tự do dân chủ đó không phải ở đâu cũng có đâu quý vị. Bằng mồ hôi, bằng nước mắt, bằng sự hy sinh cả 200-300 năm trước của những người lập quốc ở tại nước Mỹ đây. Và họ dựng được cái hiến pháp đó, là hiến pháp tuyệt vời nhất của ông Jefferson. Ông viết đầu tiên phải là được gì? Free speech, là được ngôn tự do ngôn luận. Chúng ta không được tự do ngôn luận thì chúng ta không có tiếng nói, và không có tiếng nói thì chúng ta không có được những cái điều mà chúng ta cần thiết và chia sẻ. Nếu mà không nói thì sao đây? Và ví dụ như ở Việt Nam, ở Trung Quốc, quý vị mà nói thấy cái lãnh đạo làm sai mà không dám nói lên ở tù, nói lên là nó chụp mũ nó cho là phản động, phải không nào? Ở tù thì làm sao mà lãnh đạo nó hướng thượng được, phải không? Cho nên độc quyền độc đoán không bao giờ có ở tại Lý Đô Sài Gòn này, ở tại nước Mỹ này. Đó là điều, và cái điều mà quan trọng hơn hết nữa là không ai, giống như Michelle nói, là dù có tỷ phú, triệu phú hay giàu có gì ở trên thế giới này cũng không bằng một người dân thường nước Mỹ đây, là có được cái quyền bầu cho ông tổng thống của mình. Mà tổng thống đây là một cái tổng thống có thể nói là gọi là minh chủ võ lâm, phải không nè? Không thể phủ nhận điều đó, minh chủ võ lâm của thế giới này. Vâng, và đó là bầu cho tổng thống của Hoa Kỳ, và không ai có hết, chỉ có một người dân gọi là một người công dân bình thường nhất vẫn được ở tại Mỹ này, phải không nè? Vâng, đó là điều mà chúng ta cần thiết. Và Lý Đô Sài Gòn bây giờ nó đẹp lắm quý vị, càng ngày càng mở rộng ra. Và lúc trước quý vị thấy ở trên đường Bô Sa đó là có dây điện chằng chịt ha, chỉ có một lần mà bị trời bão gì đó dây điện rớt xuống đường, và anh em của Vietstar cùng với những cái nghị viên của Việt Nam của chúng ta ở đây đó thì lên hội đồng thành phố nói là rất là nguy hiểm cho người dân sinh. Thế mà họ bỏ ra 1.400.000, bắt đầu những sợi dây đường phải chôn dưới đất hết. Và chúng ta đi trên đường Bô Sa giờ chúng ta an toàn lắm, chúng ta không có sợ điện giật sản. Đó, quý vị thấy không? Đó là cái dân quyền, chưa nói tới nhân quyền nha, đó là dân quyền. Chúng ta có cái quyền đó. Thí dụ chúng ta thấy cái xã hội này nó có điều gì nó không ổn, chúng ta lên hội đồng thành phố, chúng ta phát biểu, chúng ta đưa cái ý kiến của chúng ta, ai cũng có quyền được tôn trọng cái điều đó. Vâng, điều đó là chúng ta nên học hỏi ở xứ đây. Và chúng ta có cái quyền đó, chúng ta phải được sử dụng
đừng có quên, tại cái lá phiếu của chúng ta nó quan trọng lắm. Cái lá phiếu của chúng ta quan trọng và cái tiền đóng thuế của chúng ta nó rất là quan trọng. Đó, chính vì vậy mà chúng ta phải sử dụng, và không phải ở quốc gia nào cũng có đâu. Không phải đâu. Chính xác luôn. Michelle đồng ý với Chris là tại vì ngay chính bản thân của Michelle chia sẻ là những cái thời gian mà Michelle lên cái chương trình với Dina, với Chris, mình thảo luận về một cái đề tài đó, về chính trị hay là về những cái chuyện gì của chính phủ ở đây, thì một số người inbox cho Michelle ở trên Facebook có nói là tại sao Michelle gan quá vậy, Michelle dám lên đó nói hay cái gì đó rồi không sợ cái gì hết. Michelle nói là xin lỗi nha, Michelle đang ở một cái đất nước mà Michelle có được hưởng cái quyền hiến pháp thứ nhất là tự do ngôn luận. Nếu mà Michelle không có sử dụng cái quyền lợi của Michelle là một cái công dân của một cái nước tự do như vậy thì thôi thà là Michelle ở lại Việt Nam, Michelle sống ở quê hương xứ sở của Michelle, người thân gia đình của Michelle, tại sao Michelle phải sống ở đây? Không? Thì đó là cái câu trả lời của Michelle, là mình có cái quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do nói ra những gì trong cái sự suy nghĩ của mình. Đúng, đúng. À, cái quan trọng nhất là quý vị biết đó, hơn 1 triệu đồng bào chúng ta đi vượt biên để làm gì? Để được cái dân quyền, để được cái tự do, để được hưởng cái chế độ dân chủ và đời sống được an ổn. Đó là về kinh tế, về chính trị, về xã hội, về an ninh. Đó, tất cả những cái điều đó ở tại xã hội đây được bảo vệ. Chúng ta được bảo vệ. Và 1 triệu người được lên bến bờ tự do và hơn 800.000 người đã được vào nước Mỹ, thì cũng con số đó nó nằm dưới biển khơi, nó nằm dưới cái biển sâu và nằm trong rừng hoang. Đó, cho những người không may mắn cũng đi vượt biên như chúng ta, cái đánh đổi cái mạng của chúng ta để chúng ta được sử dụng cái dân quyền, được sử dụng được cái nhân quyền, nó giá trị vô cùng, không phải ở đâu cũng có đâu. Bây giờ mọi người đó, quý vị thấy không, biết bao nhiêu người, hàng triệu 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 người ở Nam Mỹ ào ạt qua cái biên giới của tìm đủ mọi cách để vào nước Mỹ để làm gì? Họ không phải chính trị đâu, họ chỉ muốn sống cho được an ổn thôi. Cái phần đó là họ đã dám hy sinh, vượt qua biết bao nhiêu cái sa mạc, có nhiều người chết ở trên sa mạc lắm, họ chỉ còn cái đời sống kinh tế thôi họ đã hy sinh rồi. Huống chi chúng ta có đời sống kinh tế, đời sống chính trị, đời sống an ninh và đời sống dân sinh của chúng ta phải vượt biên qua biển, và chúng ta cũng bị thanh lọc đàng hoàng ở trại tị nạn, chúng ta mới được ở đây. Cho nên vì những cái giá trị đó, chúng ta phải sử dụng cái giá trị đó bằng cái dân quyền, bằng cái lá phiếu của chúng ta. Và những điều gì mà chúng ta là người công dân ở tại đây, ở tại thành phố nào, chúng ta đứng lên đòi hỏi những cái dân quyền đó. Thấy không? Đơn giản lắm quý vị. Thêm cái chỉ nói cái sợi dây điện thôi hả? Đó, anh em của Vietstar là chính bản thân Chris lên trên hội đồng thành phố, mình nói lên những cái nguy hiểm của có thể ảnh hưởng tới chính bản thân mình, ảnh hưởng tới đồng hương của mình và ảnh hưởng tới công dân của thành phố Westminster. Phải không? Nếu có thể nó rớt xuống dây điện, lỡ may nó giật điện chết sao? Đã chúng ta nói, và những cái điều đó nó có giá trị, nó có đúng hợp lý. Tự nhiên hội đồng thành phố họ hợp lại và họ chi tiền ra để mà giúp cho những cái an ninh đó, những cái nguy hiểm đó nó không còn xảy ra ở trên con đường của chúng ta nữa. Rất là đẹp. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 và chúng tôi nói về bắt đầu thời sự. Đây chúng ta mới vừa nghe về những cái sinh hoạt của cộng đồng. Dĩ nhiên trong cái sinh hoạt cộng đồng bây giờ nó đa dạng lắm. Nó về chính trị, cũng về kinh tế, cũng về đời sống xã hội, rồi cũng có những cái lộn xộn bắn giết với nhau. Phải không? Không phải bắn giết với nhau, và những cái con người nó bị cái não trạng nó bị hư rồi, cho nên nó cầm súng hoặc là giật tiền hoặc là giật bạc rồi giết người nhau. Ở đâu thành phố nào cũng có, nhưng mà cái xác suất ở tại Lý Lô Sài Gòn rất là thấp. Vâng, xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại và những cái thông tin tiếp tục về Hoa Kỳ, về thế giới và cũng giống như về sinh hoạt, những cái gì mà Chris sẽ làm trong tương lai rất là gần với MAGA và MAGA. Cảm ơn quý vị.